Thưa quý vị, phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đây là luận điểm sâu sắc, nhất quán và xuyên suốt trong tư tưởng của người về Đảng Cộng sản Việt Nam, là kết tinh những giá trị đặc sắc của danh dự, sự đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và trong sáng của mỗi đảng viên và tổ chức đảng. Mỗi đảng viên tổ chức đảng cần phải thấm nhuần điều đó và thực hành nghiêm túc để góp phần kế thừa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, trước hết thể hiện ở bản chất và mục đích của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, mục đích của người cách mạng là để làm đầy tớ cho nhân dân, một người đầy tớ xứng đáng, trong sạch, trung thành, chứ không phải là mục đích thăng quan, phát tài. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ việc gì, người cán bộ đảng viên đều phải tính đến lợi ích chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của Tổ quốc lên trên hết. Điều đó đã được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Điển hình nhất là gì? Là cái thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thể hiện cao nhất ở cái sự hy sinh phấn đấu của Đảng, của mỗi cán bộ đảng viên cho cái sự nghiệp giành độc lập dân tộc cho đất nước, cho Tổ quốc. Còn trong cái thời kỳ mà cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội thì cũng tiêu chung lại là phục vụ cho lợi ích của dân tộc, phục vụ cho lợi ích của nhân dân và phục vụ lợi ích của giai cấp. Và ngoài cái lợi ích của dân tộc, của giai cấp, của nhân dân thì Đảng không có lợi ích nào khác, như Bác Hồ đã từng nói. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, cái câu nói đấy nó toát lên tất cả những cái giá trị cốt lõi, mà cái giá trị đấy không phải tự nhiên có, mà bằng biết bao năm sự phấn đấu hy sinh. Nó tạo dựng một cái giá trị mà không ai có thể phủ nhận về vai trò của Đảng trong lòng dân tộc. Hiện nay, có những cán bộ đảng viên do thiếu tu dưỡng rèn luyện mà đánh mất những giá trị, phẩm chất tốt đẹp của người cách mạng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật hơn 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Điều đó cho thấy, để giữ vững bản chất đạo đức, văn minh của Đảng trong bối cảnh mới, việc rèn luyện tư tưởng, đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên cần phải được chú trọng hơn nữa. Tôi nghĩ cái này phải thừa nhận nó, để rồi tìm cách chống lại nó, chứ không thể là coi nhẹ nó được. Bởi vì nó không chỉ là suy thoái từ một bộ phận, mà nó lan tỏa ra nhiều bộ phận, nhiều bộ ngành, cả một sâu chuỗi những cán bộ trong hệ thống quản trị nhà nước. Và không những thế là còn có những biểu hiện vi phạm pháp luật và bị xử lý, thậm chí là xử lý hình sự, không chỉ là cán bộ bình thường mà kể cả cán bộ cao cấp. Thế thì rõ ràng là khi chúng ta đương đầu với một cái thực tế như vậy thì với bản lĩnh của một đảng cách mạng thì chúng ta không nên chạy. Chúng ta vẫn nói rằng là một đảng cách mạng là phải biết nhìn thẳng sự thật, biết thấy cái yếu kém của mình để mà đấu tranh với nó. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: một dân tộc, một đảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi. Nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân. Do vậy, mỗi đảng viên, tổ chức đảng phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng để thật sự là người đầy tớ của nhân dân. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.